Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định về thị trường sau phiên giao dịch của Nam anh chị nhé. Trước khi vào nội dung của video ngày hôm nay, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim ở dưới một comment để tăng cái độ tương tác cho cái video ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta vừa kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023. Thị trường thì hôm nay có một cái sự hồi phục khá là tốt, tăng 12.37 điểm tương đương với 1,13% về cái vùng 1.105.90 điểm, với cái thanh khoản khá là thấp, 10.400 tỷ thôi anh chị. Thì đây là cái thanh khoản mà thấp nhất trong khoảng tầm 6 tháng trở lại đây. Chúng ta có 355 mã xanh và có 142 mã đỏ. Về các cái nhóm ngành thì hầu hết các nhóm ngành đều hồi phục anh chị nhé. Chứng khoán thì hồi phục nhẹ này, banh thì các cái cổ phiếu chúng ta tham gia trở lại đây như là VIB này, SHB này, Tiên Phong Banh này, BIT thì đều là những cái cổ phiếu hôm nay bật tăng khá là tốt. Và hôm nay thì hàng về nhưng mà Nam vẫn khuyến nghị anh chị tiếp tục nắm giữ nhé. Nhóm thép thì nhóm này thì Nam đánh giá là vẫn đang hơi yếu anh chị nhé. Bất động sản là cái nhóm mà hồi phục khá tốt. Các cổ phiếu như Dick và Đất Xanh là những cổ phiếu chiết khấu mạnh trong giai đoạn vừa qua và đang có những cái sự hồi phục và bật tăng khá tốt và được kéo trong cả ITC. Tuy nhiên thì anh chị cũng hình dung là nó cũng đã chuẩn bị chạm về các cái vùng kháng cự cứng rồi. Do vậy cho nên là mọi người hạn chế mua đuổi đối với cái nhóm này nhé. Nhóm cảng biển thì đỏ nhẹ này. Chúng ta có nhóm bất động sản khu công nghiệp là cái nhóm mà chúng ta có hai cổ phiếu là IDC và VGC, là hai cổ phiếu Nam đánh giá rất là cao của nhóm bất động sản khu công nghiệp. Và hôm nay bật tăng khá là đẹp. Thì chúng ta đã tham gia hai cổ phiếu này vào phiên thứ 6 tuần trước. Hôm nay hàng về thì vẫn có thể tiếp tục nắm giữ được. Cuối tuần vừa rồi thì Nam cũng đã làm một cái video riêng về cái nhóm bất động sản khu công nghiệp và Nam đánh giá khá là cao cái nhóm này. Anh chị có thể tìm lại cái video đó vào trên kênh Ichimoku Club anh chị nhé. Cuối tuần vừa rồi Nam có đăng tải. Nhóm bất động sản, nhóm đầu tư công thì chúng ta có cổ phiếu FCN là cổ phiếu mà đã tham gia vào phiên ngày thứ 6 và phiên ngày thứ 5 nữa. Thì đây là cái nhóm cổ phiếu mà nó giảm cũng rất là sâu và nó cũng đã bắt đầu chạm về các cái vùng kháng cự nhé. Thì đối với góc nhìn của Nam thì nhóm bất động sản, nhóm đầu tư công ấy thì là cái nhóm mà hồi phục lên thì chúng ta sẽ ưu tiên về cái việc chốt lời ngắn hạn nhé anh chị nhé. Nhìn nhanh một chút về cái hành động của khối ngoại thì anh chị thấy khối ngoại hôm nay quay trở lại bán dòng sau chuỗi 4 phiên mua dòng liên tiếp. Thì hôm nay bán dòng đâu đó 458 tỷ tập trung vào MWG và VHM, HPG. Ở chiều ngược lại thì người ta mua dòng KBC và FPT anh chị nhé. Tự doanh thì chúng ta chưa có thông tin. Thanh khoản thì anh chị thấy rồi, khá là thấp. Ok, thế thì với những cái sự vận động và diễn biến của các cái nhóm ngành và thị trường như vậy thì thị trường trong các cái phiên giao dịch tiếp theo sẽ có kịch bản ra sao thì Nam cùng với chị sẽ cùng nhau phân tích và đánh giá trong cái video này để xem là thị trường nó đã thực sự tạo đáy ở đây hay chưa, và khi thị trường tạo đáy thì đâu là cổ phiếu tốt nhất để chúng ta có thể tham gia anh chị nhé. Ok, quay trở lại với cái khung đồ thị của thị trường. Thì trước khi vào cái nội dung của phần thứ hai này thì anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like. Anh chị nào mà muốn tìm người đồng hành thì anh chị có thể về với đội của Nam để chúng ta cùng nhau đầu tư. Liên hệ với Nam theo số điện thoại ở trên góc phải màn hình đây anh chị nhé, 096 398 3379. Về thị trường thì chúng ta sẽ đi từ cái khung đồ thị ngắn hạn trước. Thì anh chị thấy là đây cái khung đồ thị H1 thì sau cái quá trình giảm thì thị trường của chúng ta có những cái nhịp và cân bằng lại quanh cái vùng 1000, thấp nhất là cái vùng 1075, cao nhất là cái vùng điểm số ngày hôm nay 1105, tức là đâu đó quanh một cái biên 30 điểm. Và cái thanh khoản ở cái giai đoạn này thì mọi người có thể thấy là rất là thấp, đúng ạ. Tức là cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà thị trường biến động, biên độ thì khá lớn nhưng mà thanh khoản thì thấp, đúng không? Tức là khi mà cái thanh khoản thấp như này thì cái việc mà tổ chức người ta kéo lên hay là đạp xuống nó rất dễ. Anh chị thấy là hôm thứ 6 người ta kéo lên 20 điểm rất mạnh mẽ, ngay hôm sau nó trả phát gần 20 điểm, hôm nay thì lại kéo lên 12 điểm. Tức là nó là một cái sự gọi là phiên xanh phiên đỏ, phiên xanh phiên đỏ, và chúng ta đã có 4 phiên xanh đỏ ở đây rồi. Ở trên khung đồ thị ngày, khung đồ thị giờ thì với 4 cái phiên đỏ và trong một cái biên độ 30 điểm thì đến thời điểm hiện tại bây giờ là cái Bollinger Band đang có các cái tín hiệu về cái việc thắt chặt, thì có thể là nó sẽ tiếp tục thắt chặt đi ngang ở đây trong 1-2 phiên nữa trước khi mà nó hình thành một cái xu hướng. Như Nam đã chia sẻ với chị là cứ mỗi khi mà thị trường của chúng ta nó có những cái nhịp mà thắt chặt về Bollinger Band ở trong cái khung đồ thị H1, ví dụ ở đây band thắt chặt này, thì sau đấy nó có những cú chỉnh này. Ở chỗ này thì chúng ta kỳ vọng nó bật, đúng không, nhưng nó không bật và nó có chỉnh này, sau đó nó lại hồi lên này. Anh chị thấy là đoạn này cũng có cái tín hiệu Bollinger Band bóp rất là chặt, cũng có những cú giật lên này. Đấy, thanh khoản cũng thấp này, sau đó nó vẫn đi ngang này. Và tức là ở cái đoạn này ấy, thì chia sẻ với anh chị là cái vùng hỗ trợ quan trọng là cái vùng 1140 ở đây. đúng không, và nó không được phép thủng qua, mà một khi nó thủng qua là nó sẽ break down đi xuống ngay lập tức anh chị nhé. Đấy, còn nếu mà nó vượt được lên cái vùng bên trên này thì là nó sẽ là break down, break out đi lên, đúng không? Tức là mỗi một khi mà cái Bollinger Band khung H1 nó bóp chặt ấy, là thị trường của chúng ta nó sẽ chuẩn bị xác nhận những cái xu hướng ở trong ngắn hạn anh chị nhé. Thì cái đoạn này Bollinger Band cũng đang thắt chặt và hai kiếm, ví dụ ở đây hai kiếm cũng rất là chặt này, ở đây hai kiếm cũng rất là chặt, thì nó sẽ chuẩn bị xác nhận các cái xu hướng quan trọng của thị trường, bởi vì các khung nhỏ nó sẽ từ từ nó ảnh hưởng đến các cái khung lớn anh chị hình dung ạ. Đấy, do vậy cho nên là cái VN Index này thì hiện tại bây giờ nó đang có cái kháng cự ngay trên đầu cái vùng 1110 1115, nó cũng chính là cái giao găm ở đây, thì khả năng index của chúng ta nó sẽ tiếp tục tích lũy ở quanh cái vùng này anh chị nhé, tiếp tục tích lũy quanh vùng này có thể là 1 cho đến 2 phiên, và sau đấy thì nó sẽ có những cái cú xác nhận xu hướng. Một là nó sẽ đi lên, nó vượt qua cái vùng 1115 và đi lên, nó hình thành một cái trạng thái breakout trong khung H1 và đi lên, thì lúc ấy thì thị trường của chúng ta nó sẽ có các tín hiệu tạo đáy, ví dụ như ở đây nó có cơ hội này nhưng mà nó đi xuống, đúng không, thì ở đây thì nó cũng sẽ tích lũy, nó tạo ra cơ hội và xem lần này nó, liệu rằng nó có thành công hay không. Còn nếu như mà nó break out đi xuống thì nó vẫn là những cái kịch bản tiêu cực của thị trường, thì dù đi theo kịch bản nào thì mình cũng đã có những sự dự phòng cho anh chị rồi. Dự phòng như nào thì Nam cũng đã trình bày rất là nhiều trong các cái video trước đây. Chúng ta dự phòng bằng cách là thứ nhất, khi chúng ta bắt đáy ở đây, đúng không anh chị, và bắt đáy ở đây là những cái thời điểm mà chúng ta tham gia khoảng 50%, 30 đến 50%, và hiện tại thì các cổ phiếu đến bây giờ, kể cả các cổ phiếu nặng mông như banh thì chúng ta có cái lợi nhuận tầm 5-7%. Các cổ phiếu nhẹ ví dụ như là CTS, anh chị thấy là chúng ta đã có những cái tỷ suất lợi nhuận khá là tốt từ cái vùng này, bây giờ cũng hơn 10%, đúng không ạ. Rồi một vài cổ phiếu khác như HCM, đấy, rồi VCI chúng ta đều có những cái mức lợi nhuận khá là tốt, đúng không anh chị. Thì và chúng ta có một cái tỷ trọng vừa phải, thì chúng ta đoạn này rất là ung dung với thị trường anh chị nhé, rất là thoải mái. Thị trường nó có đi theo kịch bản nào ở trong khung H1, nó break out hay là nó break down thì chúng ta cũng hoàn toàn có một cái sự chủ động, đúng không anh chị. Còn về thị trường thì bây giờ mình đang nhìn thấy là thị trường có khá là nhiều cơ hội để tạo đáy ngắn hạn ở đây anh chị nhé, có thể tạo đáy ngắn hạn đây và có những cú đi lên. Thế chị nhìn ở trên cái khung đồ thị ngày, chúng ta đã có 1, 2, 3, 4 phiên thị trường tích lũy ở đây, đúng không. Thì với một cái đà đánh như thế này, đến chị thấy là thị trường nó liên tục tạo ra các cái cơ hội, liên tục tạo ra các cái cơ hội về cái việc mà breakout ở trong khung H1 đi lên, thì 1 lần 2 lần, đúng không anh chị. Thì trong các cái thời gian tiếp theo mà nó vẫn không lên được, nó không vượt được, thì rất có thể là nó sẽ còn có những cú đi xuống. Còn xét về cái kênh của thị trường ấy, thì anh chị thấy được rằng là cái kênh của thị trường là đây. Đấy, thị trường của chúng ta nó vẫn đang trong một cái trend xu hướng là xu hướng giảm, đúng không anh chị. Thì trước mắt là thị trường nó vượt được lên cái vùng trên này, nó vượt lên, đúng không anh chị, nó vượt lên. Đấy, sau có những cú nó test lại và nó vượt qua đấy cản chéo này anh chị này, nó vượt và nó phải vượt qua đấy cái kênh giảm này nhé, rồi nó test lại thành công, từ từ nó đi lên. Thì khi đấy chúng ta sẽ có một cái xu hướng mới của thị trường để đánh nó tốt hơn. Còn trong cái giai đoạn vừa qua anh chị thấy là chúng ta tham gia khá là nhiều cổ phiếu theo các cái chiến lược đảo chiều, ví dụ như là kể cả VN Index nó cũng có cái đảo chiều về RSI, như Nam đã chia sẻ với chị đây, đảo chiều về RSI, phân kỳ đảo chiều, phân kỳ về MFI ở cái đoạn này nó hình thành cái phân kỳ ở đây anh chị thấy không ạ, ở chỗ này là nó quay lên này. Đấy, và cái kênh giảm, cái kênh giảm thì hôm nay nó chạm về đúng cái kênh rồi, thì ngày mai nếu như index tiếp tục là một cái phiên tăng điểm ấy anh chị nhá, tiếp tục là một phiên tăng điểm ấy, thì cái đường RSI này nó sẽ vượt, chính thức nó vượt qua cái kênh giảm. Tính từ cái thời điểm này, tính từ cái thời điểm tháng 7 thì cái RSI nó sẽ vượt qua được kênh giảm này. Đấy, nó vượt qua được kênh giảm thì là một cái điều tích cực anh chị nhá. Thì với góc nhìn của Nam thì ngày mai thị trường nên là một phiên xanh điểm và vượt qua được cái vùng tích lũy của 1, 2, 3, 4 phiên trở lại đây trong một cái biên độ của tầm 30 điểm. Thì đấy nó sẽ là những cái tín hiệu tích cực ở trong ngắn hạn, và Nam nghĩ là thị trường nên là vượt qua anh chị nhá. Sau đấy thì khi mà nó tăng lên nó chạm về cái vùng trendline kênh giảm này này, và chạm về cái đường MA20 hướng xuống, hay về đấy, hay là chạm về cái đường Kijun ở trong cái khung khung ngày này. Đấy, quanh cái vùng này 1115 1120, quanh cái vùng này thì đây sẽ là cái vùng mà anh chị có thể bán ngắn hạn, đối như anh chị nào đánh T cộng bắt đáy, đúng không. Còn sau đấy thì nhiều khả năng thị trường sẽ có những cú điều chỉnh anh chị nhé, có những cú điều chỉnh. và nhịp sau nó bật lên, nó tạo một cái đáy hai ở đây, nhịp sau nó bật lên, nó vượt qua cái kênh giảm và nó tích lũy thành công ở trên vùng này, thì khi đấy chúng ta sẽ có một cái trend mới của thị trường. Tất nhiên là nó phải vượt qua, tức là nó vượt qua, nó thể hiện một cái điều là nó kết thúc cái xu hướng giảm thì nó chuyển sang một cái xu hướng tăng, hoặc là một cái xu hướng sideways hoặc sideways up anh chị nhá, tức là nó không còn cái xu hướng giảm nữa và chúng ta sẽ cần một cái sự xác nhận đến từ dòng tiền anh chị nhá. Có thể là ngay phiên ngày mai thị trường, nếu mà thị trường ngày mai tăng cực kỳ mạnh với một cái thanh khoản lớn thì đấy sẽ là một phiên xác nhận ngay trong ngày mai, hoặc nếu như ngày mai thị trường nó chỉ cần đóng cửa xanh thôi cũng đã là một cái sự tích cực ở trong ngắn hạn. Sau đấy thì nó có thể là tăng lên một chút rồi nó quay trở lại, nó test hai cái đáy thành công, đúng không chị, hai đáy thành công và có cái sự hướng lên và có một cái phiên xác nhận ở phía sau này, thì đây sẽ là một trong những cái kịch bản cực kỳ đẹp cho thị trường, để cho thị trường của chúng ta nó có thể là bước vào một cái nhịp tăng mới anh chị nhá. Thì đấy là về thị trường ở thời điểm hiện tại với kịch bản tích cực, ok anh chị. Còn nếu như mà thị trường của chúng ta nó đi theo kịch bản tiêu cực thì như thế nào? Thì tức là thị trường nó không vượt được qua cái đường kênh giảm này, có thể là nó sẽ chạm về đây, sau đó đi xuống nó test đáy 2, đúng không chị, kể cả test đáy 2 thành công và nó quay lên nhưng mà nó vẫn không vượt được qua kênh giảm thì nó vẫn có thể khả năng rơi tiếp anh chị nhá. Tức là khi nào mà nó vượt qua được kênh giảm thì khi đấy chúng ta mới có cơ hội để nó tích lũy lại và bước vào một cái xu hướng mới theo những kịch bản tích cực mà Nam vừa chia sẻ. Còn nếu như mà nó đi vào những cái nhịp mà nó cứ tăng lên kênh bị bán, tăng lên kênh bị bán ấy, anh chị nhá, thì nó rất có thể là rơi xuống, bởi vì nó liên tục tạo ra các cái cơ hội vượt kênh mà nó không vượt được. Nó giống như đây này chị này, liên tục tạo ra cơ hội 1 này, 2 này, 3 lần tạo ra cơ hội để vượt qua kênh giảm nhưng mà nó không vượt được thì sau đấy nó rơi, và liên tục tạo ra cơ hội để vượt 10, 20 không được thì liên tục rơi. Thì tại sao nó phải vượt qua kênh giảm và vượt qua đường 10, 20 và tích lũy thành công thì khi đấy nó mới có cơ hội để tạo đáy. Đấy, cơ hội để tạo đáy và cơ hội để hình thành một cái trend xu hướng mới, tức là nó phải như thế này chị này. Đấy, nó tích lũy thì lúc ấy anh chị thấy là cái kênh giảm nhá, nó sẽ được vượt qua, đúng không anh chị. Cái thứ hai là cái Bollinger Band nó bắt đầu có các tín hiệu nó bóp vào và sau đó từ từ nó cong lên, nó mở band ra, thì đấy nó sẽ là cái trạng thái tốt cho thị trường anh chị nhá. Đấy, nó sẽ như này, thì khi đấy thì nó sẽ là kịch bản tích cực. Còn nếu như mà liên tục tạo ra cơ hội để vượt qua kênh giảm, đúng không anh chị, mà nó không vượt được thì rất dễ là nó sẽ còn quay trở lại rơi. Thì cái đoạn mà nó chạm với kênh giảm này sẽ là cái đoạn cực kỳ nhạy cảm và chúng ta sẽ cần phải quan sát cực kỳ kỹ anh chị nhá. Vẫn có một vài trường hợp là nó vượt qua kênh giảm nhưng mà khi nó test lại nó lại chui tọt vào trong, thì nó vẫn tiềm ẩn các cái rủi ro. Đấy, do vậy đoạn này thì Nam vẫn nói với chị là chúng ta tham gia một cái tỷ trọng vừa phải 50% và luôn để cho anh chị những cái sự dự phòng. Đấy, tức là nếu mà khi mà có một cái sự xác nhận của dòng tiền thì anh chị vào mạnh hơn sau một chút không sao cả, một vài phần trăm không quan trọng. Đấy, nhưng mà nếu anh chị vào quá mạnh đoạn này mà thị trường nó liên tục nó chạm về kênh, nó không bật được, nó không vượt được 10, 20 thì nó vẫn có xác suất rơi tiếp. Mà anh chị vào full ấy thì mọi người sẽ cực kỳ rủi ro, không còn cái tiền để mua ở cái vùng phía dưới nữa. Mà khi về đến cái vùng mua ở phía dưới, mọi người đang cầm full tiền, mọi người thấy thị trường nó đạp sợ quá lại lôi hàng ra bán thì lại bán trúng đáy anh chị nhá, giống như những cái đoạn này thôi. Đấy, ở thời điểm hiện tại bây giờ cái tâm lý nhà đầu tư ấy, anh chị thấy là 1 đáy, 2 đáy, 3 đáy người ta bắt liên tục bắt tại cái đáy ngắn hạn này, thứ nhất này, đáy ngắn hạn thứ hai này, đúng không chị. Hai cái đáy này đều fail và đều kẹp, nếu mà không kịp chốt lời nhanh ở đây thì đều bị kẹp hàng. Thì đến thời cái này là cái đáy ngắn hạn thứ ba rồi, thì liệu rằng lần này có thành công hay không thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem anh chị nhé. Về kịch bản thì Nam vừa phân tích cho anh chị rồi, và hiện tại thì góc nhìn của Nam là mình đang thấy là có các cái sự khá là tích cực ở đây. Về khung đồ thị ngày thì chúng ta vẫn đang có phân kỳ và chuẩn bị vượt qua được cái kênh giảm ở trong cái RSI. Với anh chị đây là phân kỳ đảo chiều anh chị nhé, cả MFI này, Đấy, anh chị thấy không ạ? Đấy, thì đấy là VN Index. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là Nam sẽ cùng anh chị đánh giá nhanh về các cái cổ phiếu ở thời điểm hiện tại nhé. Anh chị đang tham gia theo dõi cái video này, anh chị mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh. Anh chị cần tìm người đồng hành thì có thể liên hệ với Nam nhé. Nếu mà chưa có tài khoản thì gửi căn cước công dân để Nam mở giúp anh chị. Còn nếu như đã có tài khoản rồi thì anh chị có thể là chuyển ID về Nam quản lý. Thì đây là cái hướng dẫn về việc chuyển ID anh chị. Anh chị đăng nhập vào app nhé, bấm vào avatar này, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn này, nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận, rồi vào cái phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo số điện thoại ở trên góc phải màn hình để Nam hỗ trợ thêm cho các anh chị nhé. Ngoài ra thì Nam cũng đang triển khai các cái zoom thu phí. Anh chị nào chưa có cái điều kiện về việc mở tài khoản hay là chuyển ID, anh chị có thể tham gia hình thức zoom thu phí. Mức phí thì nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi anh chị nhé. Câu lạc bộ ITP thì cũng đang cung cấp cái dịch vụ ủy thác đầu tư và quản lý tài sản. Anh chị có thể là nếu mà anh chị muốn ủy thác cho câu lạc bộ ITP thì có thể liên hệ với cả Nam sẽ gửi cho anh chị các cái điều khoản cụ thể anh chị nhé. Ok, thì đấy là về thị trường. Anh chị nhớ giúp Nam nhé, cái kịch bản tích cực thì như nào, kịch bản tiêu cực thì như nào. Và để mà nói bây giờ thị trường vào trend thì nó chưa có trend, và chúng ta đang có cái cơ hội phân kỳ đảo chiều ở đây, và các cái tín hiệu tích cực thì nó cũng đang lớn dần lên. Và chúng ta kỳ vọng rằng ngay phiên ngày mai thị trường sẽ là một cái phiên xanh điểm, hoặc là một cái phiên xác nhận ngay ngày mai với cái sự tham gia của gia tăng của dòng tiền anh chị. Bây giờ thì mình cũng không cần thiết là thị trường nó phải 20.000 tỷ đâu anh chị. Bây giờ nó chỉ cần tầm 14-15.000 tỷ là ok rồi anh chị nhá. Đấy, hôm nay thị trường nó chỉ có 10.000 tỷ thôi. Ngày mai thật ra cũng không cần phải đến 14.000 tỷ anh chị. Ngày mai chỉ cần 13.000 tỷ, 13.500 tỷ thôi. Với một cái phiên tăng đâu đó khoảng 15-20 điểm thì đấy là một phiên xác nhận tàu đáy luôn anh chị nhá. Đấy, còn đấy là kịch bản tích cực nhất anh chị. Còn nếu không là thị trường nó có thể là tích lũy thêm một vài phiên nữa rồi nó bật sau cũng được. Còn trong trường hợp mà nó liên tục nó tích lũy mà nó không bật được ấy anh chị nhá, thì nó sẽ rơi. Đó, anh chị chú ý giúp Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ đi về các cái nhóm cổ phiếu. Thì đầu tiên là nhóm chứng khoán. Anh chị thấy là cái nhóm này thì con SSI là cái con cổ phiếu mà nó giữ giá rất là tốt trong cái giai đoạn vừa qua. Xét từ cái đoạn từ đỉnh về đây thì nó chưa chiết khấu quá nhiều, thì liên tục tạo ra một đáy, hai đáy, và đây là đáy thứ ba. 1, 2, 3 đáy anh chị. Một cái phiên rút chân test cung với cái thanh khoản thấp ở đây. Thì với cổ phiếu này nếu như nó vượt lại được cái vùng giá 32 thì nó sẽ là những cái sự tích cực ở trong ngắn hạn đối với SSI. Nhưng mà một cái điều mình không thấy ok lắm đối với cổ phiếu này, đấy là cái sự chiết khấu của nó chưa đủ anh chị. Từ vùng đáy nó tăng cũng khá là nhiều, đầu năm đến giờ tăng khá nhiều, nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ giá vẫn còn khá cao. Tức là ví dụ như là đối với một người mà ví dụ như mình là một cái nhà đầu tư về nhóm chứng khoán muốn mua, nhưng mà cái giá này thì mình thấy là nó chưa hấp dẫn để đầu tư anh chị nhá, chưa hấp dẫn để có thể mua. Còn đánh T cộng thì tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào cái diễn biến của thị trường, diễn biến của dòng tiền. Thì góc nhìn của Nam là con này thì đang là cổ phiếu giữ giá khá tốt. Anh chị nào đang có con này thì nhớ đặt cái điểm stop loss là cái vùng giá 30, thủng 30 chị bán luôn nhá. Thủng 30 có nghĩa là đóng cửa này, ví dụ đây thủng nhưng mà nó vẫn rút chân lại, thì anh chị phải cần có cái sự quan sát thật là tinh tế và biết được cái sự vận động của thị trường để anh chị có thể bán sớm. Hoặc là có thể là nếu như anh chị có chắc ăn mọi người chấp nhận là mất thêm một vài like thì anh chị chờ nó đóng cửa. Đúng anh chị, chờ nó đóng cửa thì gần đến cuối phiên anh chị thấy là nó không thể hồi được nữa thì anh chị bán. Thì đấy là trong cái trường hợp anh chị đang cầm. Còn thì đấy là kịch bản tiêu cực của thị trường thôi anh chị. Còn hiện tại bây giờ thì mình thấy thị trường đang có khá là nhiều cái kịch bản, khá là nhiều các cái tín hiệu tích cực rồi anh chị. Có khả năng là thị trường đã có những cái sự tăng và xác nhận cái phân kỳ đảo chiều ở đây, và đi vào những cái nhịp hồi phục đâu đó được 50 đến 60 điểm là cái điều hết sức bình thường nha anh chị nhé. Thì khi đấy thì nhóm chứng khoán sẽ là một trong những cái nhóm khi thị trường hồi phục chắc chắn không thể thiếu sự có mặt của nhóm chứng khoán. Nếu như thị trường của chúng ta xác nhận được cái việc phân kỳ đảo chiều như vậy thì con SSI hoàn toàn có thể kéo về các cái vùng đỉnh cũ 34, 36 là điều hết sức bình thường trong giai đoạn tới. Thì con này nó sẽ cần vượt được 32 anh chị nhá. Thì tại cái thời điểm của anh chị nào đang có sẵn hàng tại thời điểm mà nó vượt được cái vùng giá 32 với một cái sự xác nhận của dòng tiền vượt qua cái thanh khoản trung bình, là anh chị có thể gia tăng thêm quanh những vùng giá nó đứng trên 32. Thì sau đấy khi mà nó vượt được thì nó sẽ tích lũy một vài phiên rồi nó sẽ tiếp tục tăng. Có thể nó sẽ là như vậy anh chị nhé. Thì đấy là các cái sự tích cực của thị trường. Và nếu thị trường thật sự hồi được thì chắc chắn sẽ không thiếu nhóm chứng khoán. VND và SHS là hai cổ phiếu cũng tương tự như SSI, giữ giá khá là tốt, và từ đầu năm đến giờ tăng nhiều nhưng mà chưa điều chỉnh bao nhiêu anh chị nhé, chưa điều chỉnh bao nhiêu. Và con SHS này thì nó sẽ tương tự như vậy. Con này bây giờ đang là 16.5, nó cần vượt lại 17 anh chị nhé. Đấy, nó vượt lại 17, nó tích lũy ở đây. Anh chị thấy là khi đấy thì hai cái ben của nó, đúng không, ben trên ben dưới nó bóp rất là chặt, hai kiếm tương tự như vậy. Thì cái việc mà nó có thể đi lên được là có thể xảy ra anh chị nhá. Ở đây anh chị thấy đang có một cái hỗ trợ ở quanh 16 và trước mặt có một cái LV mỏng, do vậy nó là có cơ hội để tăng. Tất nhiên là còn phụ thuộc thị trường, nhưng mà như đã chia sẻ, thị trường thì mình đang thấy các cái tín hiệu tích cực đang nhiều hơn anh chị nhé. Chúng ta có VND tương tự như vậy thôi. Trước mặt cũng có một cái eo mây, tất nhiên là còn khá xa anh chị, đâu đó tận qua tháng 11 cơ. Tuy nhiên là con này cũng sẽ cần phải vượt lại được cái vùng giá 20.x 20.3. Thì anh chị thấy đây là cái kênh giảm của nó sẽ cần phải vượt lên đây. Nó giống như thị trường đấy anh chị, và tích lũy lại đây thì nó sẽ có cơ hội để tăng tiếp anh chị nhá. Thì đấy là VND. Còn trong trường hợp xấu mà nó thủng qua cái vùng giá 19 thì anh chị lưu ý là phải bán nhá. Một số cổ phiếu vừa rồi chúng ta có tham gia, ví dụ như là CTS, thì anh chị thấy là con này vẫn còn cách khá là xa cái đường 20. Thì ngày mai ngày kia là bắt đầu nó sẽ tiến xuống cái vùng giá 25. Thì con này nếu như mà nó tăng lên cái vùng giá 25 trong một vài phiên tới, đúng không anh chị, thì đấy sẽ là cái vùng cho anh chị chốt lời ngắn hạn. Hôm trước sở dĩ tại sao chúng ta bắt những cái cổ phiếu này mà không phải là SSI hay là VND, đơn giản một cái điều là những con cổ phiếu này là những con cổ phiếu có biên rộng hơn và nó đã đủ cái sự chiết khấu. Anh chị thấy từ đỉnh nó đã chiết khấu đâu đó 36%. Thì cái việc mà chúng ta bắt được một cái nhịp ở đây thì chúng ta ăn khoảng 10-15% là hết sức bình thường anh chị nhé. Thì anh chị nhìn con SSI này, nó mới chiết khấu được con tí xíu. Tức là với kể cả là đánh T cộng thì đây nó chỉ là mua tại hỗ trợ thôi, nó cũng chưa có các cái chiến lược đảo chiều anh chị nhé. Rồi chúng ta có HCM là những cổ phiếu cũng mua vì có sự chiết khấu sâu của nó. Chúng ta mua ở quanh đây, hôm nay thì lợi nhuận cũng đã được đâu đó được gần 10% rồi. Thì góc nhìn của em là con này anh chị thấy là nếu như nó không vượt được 30 ấy, thì chúng ta sẽ chốt lời ngắn hạn ở đây. Còn nếu không thì nó sẽ vượt được, nó sẽ tích lũy đây. Tất nhiên là nếu mà xét về tổng thể thì anh chị thấy là mấy con như HCM, CTS hay là VCI chúng ta bắt ấy, nếu mà xét về tổng thể thì nó sẽ không mạnh bằng SSI. Nhưng mà chúng ta bắt vì chiến lược khác, vì nó điều chỉnh sâu và chúng ta bắt ăn các cái nhịp ngắn anh chị nhá. Rồi đấy là nhóm chứng khoán. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sang cái nhóm bất động sản, là cái nhóm mà hồi phục rất tốt trong cái giai đoạn trở lại đây. Ví dụ như Dick thì hôm trước Nam cũng đã có chia sẻ cho anh chị về cái kênh xu hướng giảm của Dick. Sorry mọi người. Kênh xu hướng giảm của Dick anh chị, và nó chạm về đúng kênh và sau đấy thì nó bật lên và bật liên tiếp hai kênh. Và bây giờ anh chị nào bắt được cổ phiếu này ấy, thì nó cũng đã được đâu đó khoảng tầm 14% lợi nhuận rồi anh chị thấy không ạ, về đúng kênh đó. Thì hôm đấy Nam có nhắn với chị ở trong Zoom là mọi người canh bắt con Dick ở đây, nhưng mà mình lại để cái giá là dưới 19 anh chị. Đâm ra là nó về đến 19, nó về đúng 19 thì nó giật lên, trần luôn anh chị, nó giật lên trần luôn. Và hôm nay nó tiếp tục kéo, thì đến hôm nay thì mình sẽ không mua nữa anh chị. Ở góc nhìn của mình là bất động sản vẫn là cái nhóm khá là nhiều khó khăn anh chị nhá, khá là nhiều khó khăn. Và đoạn vừa rồi nó là cái nhóm chiết khấu sâu nhất, nó mang tính đầu cơ rất là cao, thì bắt được thì là ok anh chị. Đấy, tuy nhiên ngày mai mà nó hưng phấn lên anh chị thấy là nó cộc đầu vào cái cản đây thì không ai người ta mua ở đây nữa, kể cả mua hôm nay thì mình cho là muộn anh chị nhá. Anh chị nào có kẹp hàng ấy, ngày mai mà nó cộc lên cái vùng giá khoảng tầm 21 gần 22 thì chị nên bán nhé, 21.7 cho đến 22 thì nên bán trước. Còn đất xanh, đất xanh thì anh chị thấy là cũng có sự hồi phục, thì con này ngày mai nó sẽ bắt đầu chạm về 18.x nhé, hồi phục khá tốt anh chị, 18.x thì về đây sẽ là cái vùng chốt lời ngắn hạn rồi anh chị. Thì còn những con này thì anh chị thấy là đáy nó chưa có phân kỳ, mà nó cũng chưa, mới có một đáy thôi, thì đây là những cái cú giật ngược trở lại, bởi vì nó là cái nhóm mang cái tính đầu cơ cao và nó cũng đang có một vài cái thông tin hỗ trợ cho nhóm bất động sản. Do vậy cho nên là nó có những cái nhịp bật tăng và hồi khá mạnh. Đấy, nhưng mà góc nhìn của Nam thì nó như vậy là tương đối đủ cho một nhịp hồi phục rồi anh chị nhá. Tức là có thể nó hồi thêm một chút nữa, nhưng mà sau đấy thì có thể nó sẽ có những cú điều chỉnh trở lại. Tiếp theo sell này, sell cũng là cái cổ phiếu mà Nam cũng fix cho anh chị mua ở quanh cái vùng giá 17 dưới 18, 17.5. Đấy thì nó chỉ về đến 17.9 thôi. Đấy, thì mình có nhớ là mình để ở trong cái bảng danh mục của room là con sell quanh cái vùng giá 17.5 hay 17.8 gì đó. Đấy, thì thật ra nó cũng rất tiếc là nó không về đến. Con này thì hiện tại cũng đang có cơ hội hình thành hai đáy MACD, và nó đang có cơ hội để vượt qua cái vùng giá, vùng đỉnh trung tâm, cái vùng cản của nó rất mạnh ở cái vùng giá 22 anh chị nhé. Thì trước mắt thì đối với Nam, anh chị nào mà có kẹp hàng phía trên tỷ trọng còn cao thì nên xử lý, nên bán. Còn mua ở đây thì mình nghĩ là ngày mai nó tiếp tục tăng thì nó sẽ không còn điểm mua. Ít nhất là nó có reset lại cái vùng giá 20.x mà x nhỏ anh chị có thể mua được. Còn ở đây thì ngày mai mà nó tiếp tục tăng thì mình nghĩ là nó cũng không còn nhé, không còn điểm mua. Tiếp theo một vài cổ phiếu bất động sản đang có các tín hiệu về việc phân kỳ. Chúng ta có HDC cũng thấy là có phân kỳ, đúng không chị? Đấy, phân kỳ về MACD, phân kỳ dương. Đấy, thì đối với góc nhìn của Nam thì con này với cái nhịp như này, nếu như nó từ từ nó tích lũy ở đây thêm 1, 2, 3 phiên nữa nhá, 1, 2, 3 phiên nữa, và cái đường nó kéo cho cái đường MACD này từ từ hướng lên và hướng về gần đến không ấy, thì khả năng nó sẽ có những cú bật trở lại. Thì đối với con HDC thì Nam nghĩ là trong các phiên tiếp theo anh chị có thể chú ý được nhá, anh chị có thể chú ý được. Ok anh chị, đấy là HDC. Tiếp theo chúng ta có các cổ phiếu như Đạt Phương. Đạt Phương thì hôm trước team cũng đã khuyến nghị cho khách hàng mua tại cái giao găm quanh cái vùng giá 33.7. thì đây là cổ phiếu Nam đánh giá khá cao về mặt cơ bản anh chị. Thì đối với góc nhìn của Nam thì Đạt Phương hiện tại bây giờ trong ngắn hạn thì nó đang chạm về các vùng kháng cự và nó cần phải vượt được lại cái vùng giá 36 anh chị nhé. Thì nếu như anh chị đang có hàng mà cổ phiếu này vượt được 36, đóng cửa trên 36, anh chị có thể mua gia tăng. Đấy, thậm chí anh chị có thể mua mới được nhá. Đấy, tức là nó vượt lên đây này, thì sau đấy sau nó có những cú nó tích lũy trở lại và từ từ nó đi lên được, thì Nam nghĩ là có thể chơi được đối với cả con Đạt Phương ở cái nhịp này. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn về nhóm thép. Thép thì Nam đánh giá là vẫn hơi yếu anh chị. Hòa Phát thì như hôm trước Nam chia sẻ với chị là cái mô hình hai đỉnh nó vẫn còn ở đây, thì hiện tại nó cũng đang dừng chân sau những cái cú giảm. Thì đây mình chưa biết là nó dừng chân để nó giảm tiếp hay nó bật lại. Đấy, tất nhiên nó còn phụ thuộc vào thị trường, nhưng mà để đánh giá thì Nam đánh giá là Hòa Phát đợt này yếu hơn so với các con thép khác mà yếu hơn thị trường. HSG cũng tương tự như vậy anh chị, vẫn còn ở phía dưới và cản ở đây vẫn còn rất là dày, nên là trong các phiên tiếp theo mà nó xanh lên thì cũng chưa nên mua, nó chưa có tín hiệu phân kỳ, chưa có các tín hiệu tạo đáy. Nam Kim tương tự anh chị, con này thì nó còn giữ giá tốt hơn một chút, nó đang có hỗ trợ ở đây. Đấy, tuy nhiên là cũng hơi khó mua anh chị nhé. Nói chung là Nam thấy là nhóm thép đợt này chưa đủ điều kiện để mua. Tiếp theo sang cái nhóm thứ ba là cái nhóm Nam đánh giá cực kỳ cao. Đấy là nhóm bất động sản của công nghiệp. Thì chúng ta có IDC bật tăng trở lại rất mạnh anh chị, hôm nay 4%. Thì đây là cổ phiếu mà team mình đã tham gia vào phiên này anh chị nhé, hai phiên này. Thì hiện tại vẫn đang cầm thôi, và đây là vẫn là một cổ phiếu có form, có nền, và nhịp vừa rồi giữ giá rất là tốt anh chị. Thì Nam đánh giá rất là cao, cổ phiếu IDC cao nhất trong nhóm bất động sản khu công nghiệp ở cái giai đoạn này. Và Nam cho rằng cái vùng mục tiêu của nó là quanh cái vùng giá 6x anh chị nhé, 6x. VCG cũng tương tự vùng 6x. VGC sorry mọi người. Cũng tương tự như vậy. Đấy là trong cái nhịp anh chị, tất nhiên là chúng ta có cái biến số về thị trường, và thị trường thì Nam nói với anh chị là nó có hai kịch bản, tích cực như nào, tiêu cực như nào, anh chị có thể xem lại đoạn trước. Thì nếu như thị trường đi vào kịch bản tích cực thì cái nhóm bất động sản khu công nghiệp sẽ là cái nhóm đủ cái sức nặng để có thể leader thị trường. Anh chị hình dung ạ, để có thể gọi là dẫn sóng thị trường. Đấy, còn những cái nhóm cổ phiếu khác, ví dụ như là chứng khoán này, thép này, hay là đầu tư công này, bất động sản thì mình nghĩ là rất khó. Thì những cái nhóm mà nó vẫn hiện tại vẫn đang giữ được nền, giữ được form mà điều chỉnh không quá nhiều ấy, thì Nam nghĩ là chơi được, như là VGC này. Đấy, hay là IDC. Ok, hôm nay chúng ta có KBC này, có những cái nhịp bật lại này. Đấy, con này thì tuy nhiên là nó đang chạm về kháng cự ở đây này, 20 này. Tiếp theo chúng ta có SSC. SSC cũng là cổ phiếu Nam đánh giá rất là cao anh chị nhé. Đấy, hôm trước ở trong cuối tuần vừa rồi ấy, Nam cũng đã phím cho anh chị cái cổ phiếu này ngay trong các cái trên một cái video phân tích về điểm mua điểm bán của các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp. Thì hôm nay cũng đã có lợi nhuận khá là tốt anh chị nhé, quanh những cái vùng này. Đấy, thứ hai nó còn nhúng xuống tận dưới này anh chị này, nó rút chân lên. Đấy, hôm qua, sorry mọi người, ngày hôm thứ hai. Đấy thì thứ hai đây nó nhúng xuống này, nó xuống về cái điểm mua này 1020 này, và sau đó hôm nay tiếp tục tăng. Thì đây là cổ phiếu Nam đánh giá khá ổn anh chị nhé. Tức là bất động sản khu công nghiệp thì chúng ta có IDC, có SHS và có VGC là ba cổ phiếu Nam đánh giá cao nhất. Có GVR thuộc VN cổ phiếu lớn Blue Chip anh chị. Blue Chip thì con này thì Nam đánh giá là đẹp hơn con KBC một chút anh chị nhé, và cũng đang có sự tích lũy trở lại thôi. Thì với góc nhìn của Nam là với cái sự tích lũy và Ben đang bóp chặt như này thì có cơ hội để hình thành một cái nhịp tăng đối với cả bất động sản khu công nghiệp. Tức là cái nhóm này vẫn là cái nhóm Nam đánh giá cực kỳ cao anh chị nhé, cao nhất. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang nhóm dầu khí và nhóm phân đạm. Thì trước khi sang cái nhóm tiếp theo thì anh chị đang tham gia theo dõi, anh chị mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe ủng hộ kênh. Anh chị cần tìm người đồng hành thì liên hệ với Nam theo số điện thoại trên góc phải để trở thành khách hàng của câu lạc bộ ITP. Anh chị cần có một cái tài khoản VPS, nếu mà chưa có thì gửi căn cước công dân Nam sẽ mở giúp anh chị. Còn nếu như đã có rồi thì anh chị có thể đăng nhập vào app, bấm vào avatar, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận vào cái phần lịch sử thay đổi, chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình 0963983379 để Nam hỗ trợ thêm cho các anh chị nhé. Ok, thì đấy là cái chia sẻ của Nam về thị trường ở thời điểm hiện tại và một vài cái nhóm cổ phiếu. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái nhóm cổ phiếu tiếp theo là nhóm phân đạm. Thì hôm nay anh chị thấy là con DCM nó gãy, đúng không anh chị? Đây là cái cổ phiếu mà nó gãy kênh, hôm nay nó gãy kênh anh chị nhé. Cái trend tăng của nó hình thành từ cuối tháng 5 đến thời điểm hiện tại, khi mà nó có cái sự liên tục có cái sự lỏng lẻo ở đây và nó rơi ầm xuống, và hôm nay là một cái phiên bán vun lớn sau khi nó bị gãy kênh, gãy nền anh chị nhá. Bây giờ thì nó còn một cái hỗ trợ đáy trước, đỉnh trước ở đây. Tuy nhiên là với cái cách bán như này thì hoàn toàn có thể nó sẽ có những cái nhịp hồi lên một chút, nếu thị trường tốt hồi lên chút và nó có thể đi tiếp. Tức là không phải là thị trường tốt mà chúng ta các cổ phiếu nó báo bán chúng ta không bán anh chị nhá. Đấy, mọi người hình dung nhá. Nếu như mà thị trường tốt mà cổ phiếu báo bán chúng ta không bán thì chúng ta vẫn có thể bị thua lỗ. Thì đây là cổ phiếu anh chị nào cầm thì Nam nghĩ là mọi người căn những cái nên cắt lỗ ra nhá, nên cắt lỗ ra. Nếu như anh chị có lỡ đu ở trên này không nên gồng, và chờ những cái thời điểm nó chiết khấu về cái vùng sâu hơn, đấy, vùng cân bằng sâu hơn ở trong chart tuần, ví dụ như là quanh cái vùng giá 29 thì anh chị có thể chú ý nhá. 29, dưới 29. Đạm Phú Mỹ này, Đạm Phú Mỹ hôm nay nó cũng bị thủng đáy này, anh chị thấy không ạ? Đấy, nó cũng đi theo nhau mà. Đấy, thủng đáy này, đây để Nam kẻ cho anh chị, đúng anh chị, như này là thủng đáy rồi. Và vol thì hôm nay thì bé hơn một chút, tuy nhiên là vẫn khá là xấu nhỉ. Chỗ này giao dịch rất là lỏng lẻo và gần như là không có cái điểm mua ở cái đoạn này, đúng anh chị. Và đây là những cổ phiếu mà nó cũng đã gãy cái kênh rồi, do vậy là anh chị chưa nên vội mua nhé, chưa nên vội mua đâu. Ít nhất là anh chị cũng phải chờ thêm xem con DCM nó có dừng hay không. Con này thật ra là từ đầu năm đến giờ ấy, từ cái nhịp tăng đến giờ ấy, là nó yếu hơn con DCM khá nhiều. Con Đạm Phú Mỹ này yếu hơn khá nhiều, và đoạn này thì nó cũng đang bị gãy theo, thì mọi người cũng phải cẩn trọng với các cổ phiếu đã gãy này nhé. Còn mua mới thì mình nghĩ là cứ bình tĩnh đã. Tiếp theo nhóm dầu khí. Dầu khí anh chị thấy là cái đoạn này thị trường rơi nó không rơi, thị trường hồi nó bật tăng mạnh, và đoạn này thị trường rơi thì nó cũng không rơi, và hôm nay thị trường hồi thì nó liên tục có những cái phiên rút chân ở đây. Nhìn những cái nến khá là dị anh chị. Những cái nến như này thì rất khó phân tích, liên tục rút chân, liên tục rút chân. Hôm nay cũng là một phiên rút chân thanh khoản thấp nhá. Thì để mà cổ phiếu này nó tiếp tục tăng được thì mình nghĩ là nó sẽ cần phải có cái sự gọi là siết chặt cái biên độ, tức là cái biên độ giao dịch ở trong phiên nó phải ít thôi, chứ nó không phải là đạt về tận 26 rồi kéo lên tuốt 28 trong một phiên. Như vậy không bao giờ thu hút được cái dòng tiền lớn anh chị. Tức là nó phải có những sự chặt chẽ này, cổ phiếu nó phải có sự chặt chẽ, giống như cái đoạn này anh chị này. Đây là cái đoạn mà mình có đánh này, mình đánh lên đây mình bán rồi anh chị, mình đánh từ đây lên mình chuyển sang có đánh cổ khác rồi. Thế anh chị thấy là từ quanh cái vùng giá 25 đến bây giờ nó chỉ loanh quanh đây được thêm 2 giá, nhưng mà ý là muốn nói là ví dụ đoạn này nó lỏng lẻo này anh chị này, đúng không, nó không lên được, nhưng mà sau đấy thì nó có những cú rơi này, hồi nó test lại tích lũy này, bóp ben và sau đấy hình thành một xu hướng mới. Đấy, thì đây là cái đoạn mà nó thu hút được dòng tiền. Anh chị thấy dòng tiền lớn vào rất nhiều. Ở đây thì nó đang rất là lỏng và nó cần phải có sự tích lũy và siết chặt cái biên độ vào trước khi nó hình thành xu hướng. Còn nếu không nó vẫn có thể là chiết khấu thêm anh chị nhá. Cái đoạn này thì anh chị cầm thì mọi người lưu ý các cái điểm chặn lãi của các anh chị đối với PVD là 26. Tức là anh chị mà đang cầm thì nhớ thủng 26 kiểu gì cũng phải bán, nếu không là anh chị sẽ bị kẹp rất là nặng đối với dầu khí. Còn mua mới thì anh chị phải chờ nó tích lũy và siết chặt cái biên độ lại anh chị nhá. BSR hôm nay cũng có một cái sự rút chân, cũng rất may là chưa thủng qua cái vùng 19.8. con này mà thủng 19.8 thì phải cắt lỗ anh chị. Con này hôm trước bên mình có tham gia nhé, đang lỗ nhẹ. Nếu mà thủng 19.8 thì mình sẽ cắt. Hôm nay cũng để ý con này khá là chặt anh chị. Tiếp theo là cổ phiếu PVS. PVS thì đang tích lũy ở đây và đang có cái xu hướng về cái việc bóp cái ben anh chị nhé, đang có xu hướng về việc bóp ben. Thì nó tích lũy ở vùng này, nó bóp chặt cái ben vào thì nó sẽ hình thành một cái xu hướng mới. Và Nam cho rằng PVS thì nó nói chung là đang tích lũy một cách tích cực thôi anh chị nhá. Nó đỡ bị gọi là biến động quá nhiều trong phiên giao dịch như PVD. Đấy, thì chúng ta sẽ chú ý thêm Còn PVS này trong thời gian tới xem nó tích lũy như nào để chúng ta đưa ra quyết định mua bán anh chị nhé. Ok anh chị, thì đây là toàn bộ những cái nội dung Nam muốn chia sẻ với chị trong cái video ngày hôm nay. Về thị trường thì chia sẻ với chị là mình thấy là có khá là nhiều các cái tín hiệu về cái việc tích cực anh chị nhé. Tín hiệu tích cực, tuy nhiên là chúng ta sẽ luôn phải có một sự dự phòng, tránh cái trường hợp mà cái điều quan trọng nhất là cái tín hiệu về việc dòng tiền, thì mình thấy là dòng tiền vẫn đang suy yếu, suy kiệt khá là nhanh anh chị. Do vậy cho nên là phải cẩn trọng anh chị nhé, phải cẩn trọng bằng cách là chúng ta duy trì một cái tỷ trọng vừa phải. Như anh chị đã vào full cổ rồi ấy, mà thị trường nó chỉ cần đi vào cái kịch bản tiêu cực một cái thôi là mọi người cực kỳ mệt với nó anh chị nhé. Nên là mọi người nhớ giúp Nam cái điều đấy. Đấy, thì để mà thị trường tích cực đúng không, thì ngày mai thị trường cần phải đóng cửa xanh, và trong các phiên sau đấy có thể chạm vào kênh này, quay lại test một cái đáy, sau đó vượt qua hoặc vượt qua luôn. Tóm lại là để tích cực thì kiểu gì kiểu cũng phải vượt qua được cái kênh giảm và tích lũy hình thành một cái nhịp tăng mới anh chị nhé. Thì đấy là tích cực. Còn trong trường hợp liên tục tạo ra cơ hội vượt kênh mà không vượt được thì nó sẽ cắm đầu đi xuống. Đấy, tức là nó giống đoạn này thôi anh chị này, nó giống đoạn này thôi anh chị thấy không ạ. Nó phải vượt qua kênh giảm, nó tích lũy và nó sẽ có hình thành một cái xu hướng mới mà anh chị thấy nó tăng cả tháng này. Đó, thì cái đoạn này có thể nó sẽ như vậy. Do vậy cho nên là mọi người lưu ý nhá, tránh cái trường hợp là nó còn rơi tiếp. Ok chị. Rồi bây giờ thì Nam xin phép dừng cái video ở đây. Anh chị đang tham gia theo dõi chưa like nhớ like, mà chưa subscribe nhớ subscribe của kênh, nhớ thả các trái tim dưới comment để tăng độ tương tác. Anh chị muốn trở thành khách hàng thì liên hệ với Nam, số điện thoại 0963983379. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, chúc anh chị một buổi tối vui vẻ, an lành bên người thân. Bye bye mọi người.